Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nóng, Messi chính thức là người của PSG, nhận mức lương siêu khủng. Trang Twitter câu lạc bộ PSG đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công Messi, trong đó Messi đã nhận mức lương siêu khủng. Cuối cùng, sau vài ngày chờ đợi, Messi đặt chân xuống Paris vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay theo giờ Việt Nam những cổ động viên của đội bóng đã tỏ ra vô cùng phấn khích trước sự có mặt của cầu thủ này. Ngay trong thời khắc Messi tới Paris, trang Twitter của câu lạc bộ PSG đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công cầu thủ này. Trong thời khắc đầu tiên, Messi đã tỏ ra thân thiện với những người hâm mộ PSG, cầu thủ này đã ra cửa sổ nở nụ cười hiền hậu và vẫy tay chào những cổ động viên. Cầu thủ này mặc một chiếc áo phông trắng, in dòng chữ ICICEST Paris, tạm dịch, đây là Paris, đó là động thái để Messi thể hiện tình yêu với thành phố này. Ở phía dưới, đám đông cổ động viên đã không ngừng hô vang tên của Messi, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động. Trước khi sang Paris, Messi đã đạt được thỏa thuận gia nhập PSG, theo đó, cầu thủ này đã đồng ý bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Tổng mức lương, thường, bản quyền hình ảnh của Messi vào khoảng 35 triệu euro năm, sau thuế. Trong ngày hôm nay, Messi sẽ tiến hành kiểm tra y tế, trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với PSG. Theo dự kiến, vào ngày mai, Messi sẽ có buổi ra mắt và tổ chức họp báo ở sân công viên các hoàng tử. Ngay từ lúc này, PSG đã trải sẵn thảm đỏ để chào đón tân binh người Argentina, tiếp tục cập nhật